Trời ơi, trời. Không thấy hả? Không phải, mới đời lên đó, nó đang mưa á. Nó cái máy lạnh là nó. Mới về không? Trời ơi, trời không sao. Vậy. Không đây là được cái cát không à, cho nên nó không có sao đâu. Không bị gì. Quá không về. Không về đâu qua đây được. Nó nhìn bên đây nè. Trời. Chạy không sao đâu, chạy xe này xe cũ mà. Cái lỗi gì chạy. Sao cái chiếc này nè. Tút là được mà. Không. Cái này vừa qua mà. Ờ. Tại anh nhóng cái nữa. Nó khuất quá, đây cây không à. Úp lên vậy đi. Ủa, úp lên vậy hả?